Rồi, em xin chào tất cả anh chị em luôn nha. Em lại tiếp tục lên sóng Zalo với em xin một cây sam núi trái nha, một cây sam núi trái nha. Đây, cây nó đang cho trái nè. Trái đây nha anh chị. Một cây sam núi trái nha. Trái đây. Cây này mới được khai thác về luôn nha anh chị. Một cây sam núi trái nha. Dán cụm rừng. Cây liên một đế nha anh chị. Cây liên một đế, cây này có quanh là 17. Cây cao là 20, tán là 22 nha. Rất là đẹp nha anh chị. Rồi, em cảm ơn tất cả anh chị đã xem bài ủng hộ cho em luôn nha. Một cây sam núi trái nha. Trái này đây. Cái mới được khai thác về luôn anh chị. Rất đẹp.